Kính thưa cô chú anh chị, hiện tại em đang có mặt ở Hoa Viên Nghĩa Trang. Để bây giờ cũng có một đám tang của đại gia đang đưa vào Hoa Viên Nghĩa Trang để an táng. Bây giờ người ta ngừng lại, người ta đốt nhang hành trình. Chôn thì đốt nhang hành trình, còn thiêu thì không có đốt nhang hành trình nha cô chú anh chị. Đang đốt nhang làm lễ. Rồi, đám ma đang di chuyển. Có chiếc xe trường đua Đại Nam luôn à cô chú anh chị ơi. Đây 50 chỗ luôn. Hàng ngang anh bên để cho chạy qua cái là mình quay cái chạy đi. Đấy, xe trường đua Đại Nam đây. Của bên cô Hằng. Này không biết cụ ông hay cụ bà nữa. Rồi sáng đưa áo quan xuống cô chú anh chị ơi. Quá trời đông luôn. Lấy cái lại cho ngay ngắn cho khanh. Được chưa? Thống nhất. Sao vậy? Được chưa?
Ủa nhà sao mấy cây? Cái đầu qua trước anh. Cái đầu qua nhiều quá, qua này. Bỏ bỏ con máu qua nãy lùa qua cái qua nãy, nãy quá. Đó. Cái nữa nãy. Rồi qua không được rồi, qua qua chạy gà chào mấy ngay. Đẩy gà chào ơi, đẩy luôn gà chào ơi. Đó. Dạ. Ở bên nào ghé bên nào ơi. Rồi, qua, tụi em qua hết đây. Quá. Thôi bọn mày chạy 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 đâu. Đẩy đi, đập đông lắm. Quá. Đẩy lại. Quá. Má cái đồ. Ơ sao chịu giùm mày? Ở dưới 50 đồng qua đây. Rút cái đồng rút cái đầu nó qua coi. Đây đó. Qua đây nha. Lên này, nhấp. Mày nữa. Đây nữa. Đó, cái rút vào bển miếng coi miệng. Rút cái đầu vào bển miếng coi. Nhấp lên. Rút cái đầu đây. Rồi nè, nhấp mạnh lên coi anh Sơn. Nhấp. Miếng ở đây. Đây miếng này coi chưa? Rồi. Đây là mày nhấp. Cái đúng sao thầy? Lúng vô vô cục là đúng. Bài sạn hạ quẹt nha cô chú anh chị ơi. Nhiêu đó à.